sẽ là anh Phi rất vui được gặp lại các bạn trong clip này. Clip này thì anh Phi và chị Thư cũng như những bạn nhân viên của cửa hàng Abo đang dán tem và xử lý hàng vào cho chai Abo. Cái giọng của anh Phi nó đang hơi nhẹ và không có được có sức sống lắm, là bởi vì bạn hàng nam sáng giờ học bài xong thì ngủ sau lưng anh Phi, cho nên anh Phi lồng tiếng theo kiểu nhẹ nhàng, các bạn thông cảm nhé. Thì bài hát của bạn đang được là nhạc nền anh Phi đang lồng vào đó chính là Winds of Spring, tạm gọi là cơn gió mùa xuân hả các bạn ha. Anh Phi không biết dịch chỗ này như thế nào nhưng mà anh thấy đoạn nhạc này hay, anh Phi cho vào. Thì những cái món hàng đang xuất hiện trước mắt các bạn đó chính là những cái món đồ chơi mà anh Phi và chị Thư đang nhập vào và dán tem cho cửa hàng Abo trong sáng nay. Thực tế thì nó có hai nhóm, là một nhóm trước đó, nhóm trước đó thì anh Phi đang đứng làm tem, thì anh Phi có ra một cái clip ghi hình từ cái camera của cửa hàng, cái chất lượng nó không được ổn lắm, cho nên sau khi làm tem, làm cái thông tin về tem giá xong, thì anh Phi dùng điện thoại của mình để anh Phi quay trực tiếp để có được những cái đoạn clip đẹp hơn để gửi đến cho các bạn để các bạn tham khảo. Thì trước mắt các bạn đó chính là bộ ATM kết sắt của Poly, thì nó có ba màu, màu hồng, màu đỏ và màu xanh dương. Còn đây là một trong những cái mẫu hàng, những nhóm hàng bán rất là ok tại Abo, đó chính là xe trớn các loại. Xe trớn các loại tại vì sao? Bởi vì ở Abo anh có xe trớn nhựa nè, xe trớn sắt nè, nó có rất là nhiều để các bạn lựa chọn. Và đây là một cái nhóm hàng các bạn rất là yêu thích và anh thì cũng đang nhập thêm vào, đó chính là Benten. Và tất nhiên là không thể cho qua được với những cái mẫu búp bê. Búp bê thì tại Abo rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay thì anh Phi cũng cho vào một vài mẫu thôi. Còn đây là một mẫu máy bay anh Phi cực kỳ yêu thích. Bởi vì sao? Bởi vì phía bên trong nó có chở thêm một cái chiếc xe, nó có thể cái bẩn ở phía sau mở ra được các bạn thấy không? Cái anh Phi sẽ quay mặt sau để các bạn xem. Thì cái nắp ở trên cũng mở ra được luôn. Cái nắp ở phía trên đó các bạn thấy không? Cái nắp ở phía trên mở ra được và chiếc xe nó nằm ở đó. Cái mẫu này là mẫu màu đỏ, nhưng mà hiện về thì cái mẫu màu vàng, cái mẫu màu đỏ này anh Phi chưa có trong tay, nó còn có mẫu thêm mẫu màu xanh nữa nhé, nhưng mà anh Phi mới có cái mẫu màu vàng thôi. Còn đây là một nhóm hàng các bạn trẻ mà là nữ á, các bạn trẻ em mà là nữ thì rất là yêu thích, đó chính là bộ tách trà kim loại, nhưng mà được mạ, không phải mạ mà sơn tĩnh điện, họ sơn theo cái kiểu có hình hoa văn như thế này, rất là dễ thương. Và nếu mà các bạn đem đi rửa sạch trong thời gian đầu chơi á, đừng có để cho nó bị rỉ sét, thì các bạn có thể chơi như thật được, pha trà uống luôn, nhưng mà coi chừng nóng nha các bạn. Còn đây là một bộ mà anh Phi cũng cực kỳ yêu thích kỳ này, đó chính là bộ combo vali bác sĩ cộng với lại đồ chơi kem luôn, vừa là bác sĩ mà vừa là đồ chơi kem. Bởi vì sao? Bởi vì ăn kem ăn lạnh nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, cho nên đem bộ chơi bác sĩ vô khám cho các bạn luôn ha. Và sau đây là những cái bộ về Lego chẳng hạn, hàng của Abo không phải chỉ có nhiêu đó đâu nhé các bạn nhé, mà còn nhiều hơn như vậy tại cửa hàng Abo. Và một lúc nữa thì cái camera của anh Phi nó chỉ lên, dừng lại chút xíu. Đây là những cái tem giá của Abo, tất cả hàng của Abo khi vào với cửa hàng Abo sẽ được chị Thư là dán, hoặc anh Phi hoặc các bạn ở nhân viên cửa hàng sẽ dán tem giá vào, chụp hình sản phẩm lại luôn trên máy để khi khách hàng cần cái thông tin cần thiết và anh Phi sẽ gửi hình. Hiện nay cửa hàng Abo rất ít, khoảng chỉ có 1% là dùng hình ở trên mạng internet thôi, đa phần là hình Abo tự chụp hết, cho nên nói thật nó thẳng nó vui là nó sẽ không đẹp như là hình ở trên mạng, nhưng anh Phi dám cá với các bạn là hình thật nhất có thể ha. Rồi đó là những điều mà anh Phi có thể làm được trong giai đoạn hiện nay, là nhập hàng thêm rồi đảm bảo đa dạng hàng hóa chủng loại, và tất nhiên là không thể đầy đủ theo yêu cầu tất cả các bạn được, nhưng anh Phi sẽ cố gắng tất cả những gì có thể để phục vụ cho trẻ em của quận 4 thành phố Hồ Chí Minh giống như hoặc là cả nước nói chung. Nếu các bạn có nhu cầu gửi hàng, mọi chi tiết thì các bạn có thể gửi về Zalo cho anh Phi theo hai số anh Phi để trên khung hình, và anh Phi có thể đọc luôn là 0907 509 342 hoặc là 0907 902 742, và các bạn có thể chụp hình màn hình gửi về hai số đó để anh Phi báo giá. Còn nếu cần thì các bạn cho địa chỉ để anh Phi báo chi tiết gửi hàng cho các bạn nhé. Và tới đây thì anh Phi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.